Chị ơi, thời gian qua thì đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ bên em nhận được rất nhiều cuộc gọi của khách hàng yêu cầu cần được tư vấn hỗ trợ về các cái dòng sản phẩm camera mini siêu nhỏ, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm được độ chế theo yêu cầu. Các chị nhá, thì hiện nay bên em đang có rất nhiều những cái mẫu mã cũng như đa dạng về chủng loại để các chị có thể là lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của các anh chị. Thì những anh chị nào mà đang có nhu cầu thì chỉ cần điện thoại qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài 0969 920 838 và 082 55 33 666. Đội ngũ nhân viên bên em sẽ tư vấn hỗ trợ chu đáo nhiệt tình cho các chị nhá. Anh chị chỉ cần nói đó, đấy cái nhu cầu mục đích sử dụng của các anh chị cũng như các anh chị nêu những cái nơi mà các anh chị muốn lắp đặt sử dụng cái sản phẩm này thì bên em sẽ tư vấn hỗ trợ cho các anh chị những cái mẫu sản phẩm phù hợp nhất các anh chị nhá. Bên em hiện nay rất là đa dạng về mẫu mã, ví dụ như từ những cái dòng sản phẩm đơn giản, ví dụ như là các cái chai dầu gội đầu, chai nước tẩy bồn cầu để các anh chị có thể là lắp đặt trong những cái nhà vệ sinh hoặc là nhà tắm của các anh chị, hoặc là những cái nơi phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ đầy đủ hết tất cả các sản phẩm các anh chị nhá. Đấy, có thể là các cái đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường, đấy, quạt điện, ổ điện, bóng đèn, đầy đủ hết cho các chị nhé. Và trong video ngày hôm nay thì bên em sẽ nên giới thiệu cho các chị và các bạn một cái mã sản phẩm camera mini siêu nhỏ được ngụy trang vào đồ vật. Ở đây là cái cốc sạc điện thoại iPhone các chị nhé. Thế chị thấy này, với một cái cốc sạc iPhone như thế này thì quá đỗi là quen thuộc và bình thường với mỗi chúng ta đúng không? Sản phẩm này các chị mua về thì không ai có thể là nghĩ ra rằng, cũng không ai có thể là nghi ngờ với một sản phẩm như thế này lại có thể là ngụy trang độ chế vào đây một cái mắt thần camera giấu kín đúng không? Sản phẩm này sẽ giúp các chị có thể là theo dõi xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa, không giới hạn khoảng cách, độ phân giải sắc nét full 4K, quay video có âm thanh hình ảnh đầy đủ các chị nhá. Và đặc biệt khi anh chị mua về thì cái cốc sạc này anh chị vẫn sử dụng được bình thường, vẫn để sạc điện thoại các chị nhá. Đấy. Và các anh chị thấy là sản phẩm này thì hết sức là kín đáo an toàn. Thậm chí em đã nói với cái sản phẩm này được ngụy trang độ chế vào đây một cái mắt thần camera giấu kín, nhưng từ nãy đến giờ em quay cho các chị xem như thế này mấy vòng rồi, nhưng mà chắc chắn rằng chưa các anh chị nào có thể là phát hiện ra cái điểm khác thường cũng như có thể là phát hiện ra được cái vị trí mắt camera giấu kín ở đây đúng không? Đấy, thì em sẽ bật mí luôn cho các chị nhá. Cái vị trí mắt camera đã được bên em độ chế ở cái vị trí đây các chị này. Đây là cái vị trí mắt camera nhá, rất là nhỏ này các chị này, nhỏ xíu như này, nhưng mà công dụng của nó hết sức là to lớn các chị ạ. Góc quay của nó có thể quay được 170 độ bao quát toàn cảnh xung quanh các chị nhá. Ngoài ra các thiết bị thì được ngụy trang giấu kín hết vào phần bên trong này. Các chị thấy là trên sản phẩm đây có hai cái lỗ nhỏ này. Cái lỗ thứ nhất là cái lỗ đèn báo của camera và cái lỗ thứ hai sẽ là cái lỗ reset camera các chị nhá. Đấy, khi các chị cắm nguồn điện vào đây thì cái lỗ nào mà có đèn báo sáng lên thì là cái lỗ đèn báo các chị nhá, còn cái lỗ nào mà không sáng đèn thì cái lỗ reset camera các chị nhá. Và cái mặt dưới đây sẽ có một cái lỗ cái cổng để các chị lắp thẻ nhớ vào đây các chị nhá. Đấy, cái sản phẩm này khi anh chị đặt hàng mua sản phẩm bên em sẽ được tặng kèm một cái thẻ nhớ 128GB như này để các chị có thể là lưu các video các chị nhá. Thẻ nhớ này thì lưu cho mình trong khoảng thời gian liên tục 20 ngày với chế độ ghi đẩy ghi đẻ các chị ạ. Đấy, và ngoài ra thì thẻ bảo hành, giấy hướng dẫn sử dụng đầy đủ đây cho các chị này. Đấy, các chị đặt hàng mua sản phẩm bên em thì hết sức để yên tâm về chất lượng cũng như giá thành sản phẩm các chị nhá. Bảo hành đổi mới cho các chị trong thời gian sử dụng sản phẩm 1 năm, và sản phẩm này sử dụng thì hết sức là đơn giản và dễ dàng. Ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn luôn cho các anh chị nhá. Trước khi đi vào hướng dẫn sử dụng cho các anh chị thì em sẽ kết nối cái camera. Đấy, kết nối nguồn điện cho cái camera đã các anh chị nhá. Đấy, thì cái nguồn điện này của cái camera thì ăn trực tiếp với cái cốc sạc này, cho nên là khi các anh chị sử dụng thì chỉ cần kết nối cái nguồn điện cho cái cốc sạc này thì camera sẽ tự động hoạt động các chị nhá. Và khi anh chị sử dụng thì có thể kết nối sử dụng 24/24 giờ. Đấy, như thế này là có nguồn điện rồi. Các anh chị sẽ tải phần mềm ứng dụng cho em. Các anh chị lấy cái điện thoại thông minh của mình ra và tải cho em cái phần mềm ứng dụng, ở đây sẽ là phần mềm Lúc Cam các chị nhá. Đấy, phần mềm này thì miễn phí hoàn toàn và tải rất là đơn giản dễ dàng. Các anh chị tải giống như tải Zalo, Facebook vậy các anh chị nhá. Đấy, khi tải xong như thế này, các anh chị sẽ tiến hành các cái thao tác tiếp theo, thì các anh chị sẽ đi tìm mã wifi của camera phát ra cho em này. Ấn vào phần cài đặt trong điện thoại nhá, sau đó ấn chọn wifi này. Đấy, các chị thấy không? Đấy, đây là cái mạng wifi mà nó phát ra, thì các chị đơn giản chỉ việc ấn vào kết nối các chị nhá. Mạng wifi này thì nó sẽ bao gồm một cái dãy số và chữ được sắp xếp lộn xộn không theo thứ tự như này. Các chị ấn vào kết nối và đợi có dấu tích như này thì các chị sẽ thoát ra màn hình cho em và vào phần mềm ứng dụng Lúc Cam này. Đấy, lúc này thì các chị chỉ cần ấn chọn cho em cái dòng chữ màu xanh ở trên đây, device online này, tiếp tục ấn chọn cancel. Đấy, thì rất là nhanh, camera của mình với điện thoại của mình đã kết nối xong các chị thấy không? Từ ban đầu đến giờ em nói với các chị là hiện tại là trên camera này đang quay là 4 phút, thì anh chị thấy không? Khi mình kết nối thực hiện thì chỉ mất chưa đầy 1 phút là camera với điện thoại của mình đã kết nối xong các chị nhá. Đấy, và chất lượng hình ảnh thực tế đây đã kết nối đây cho các chị này. Đấy, nói có sách mách có chứng luôn cho các chị nhá. Đấy, chị thấy không? Sản phẩm này độ phân giải sắc nét luôn. Ở đây này anh chị có thể là tăng độ phân giải hình ảnh lên 4K hoặc giảm xuống 1080 tùy nhu cầu sử dụng của các chị nhá. Ở đây em cứ để 2K ở mức trung bình như này là chất lượng đã quá ok rồi. Anh chị thấy không? Đây này chị này, em quay cho anh chị xem nhá. Đấy, sản phẩm này thì quá độ ok này, độ phân giải sắc nét full 4K. Đấy, đường truyền thì ổn định, không hề bị giật bị trễ bất cứ một giây nào các chị thấy không? Đấy, màu sắc thì chuẩn chỉnh luôn các chị nhá. Góc quay của nó quay được 170 độ này chị này. Đấy, có thể là bao quát được toàn cảnh xung quanh các chị nhá.
Đấy, thấy không? Rất nhiều những anh chị lo ngại rằng với cái sản phẩm mà mắt cam nhỏ như thế này thì quay góc quay có rộng không? Đấy, không biết là quay các sự việc hiện tượng có bao quát được không? Thì đây cái chị đã chứng minh luôn cho cái chị này. Đấy, căn phòng của em hiện tại đây chiều rộng của nó là khoảng là 6 mét cái chị nhá. Đấy, và khoảng cách từ cái đầu chỗ em đang quay đây đến cái màn rèm cửa kia cũng là 6 mét đấy các chị nhá, nhưng mà nó bao quát toàn cảnh này. Các chị quay sản phẩm này với cái góc quay xa nhất có thể quay được là khoảng 50 mét đều được các chị nhá. Đấy, rất là ok và rất là tiện lợi cái chị này. Đấy, em sẽ chụp ảnh luôn cho anh chị xem nhá. Mình có thể là chụp ảnh trên phần mềm ứng dụng luôn này. Đấy, chị muốn chụp ảnh thì ấn vào đây. Đấy, biểu tượng máy chụp ảnh đây các chị thấy không? Đấy, ấn vào thì nó sẽ tự động chụp ảnh và nó sẽ lưu lại cho các chị. Và lát nữa thì em sẽ mở lại cho các chị xem chất lượng hình ảnh như nào. Đấy, còn quay video này ấn vào biểu tượng máy quay phim. Đây, em sẽ giảm âm lượng xuống cho nó khỏi xung âm nữa này. Sau đó các chị sẽ bật mic, bật loa lên để quay video có âm thanh hình ảnh đầy đủ các chị nhá. Lưu ý với chị là nếu mình không bật mic lên thì quay video nó sẽ không thu được âm thanh các chị nhá. Đây, và bắt đầu em sẽ quay cho các chị xem này. Đây các chị ơi, đây là hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí bên em nhé. 0969 920 838 và 082 55 33666 các chị nhé. Những bác nào mà đang quan tâm hoặc cần tư vấn về các cái dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ, các thiết bị định vị theo dõi từ xa, máy game ghi hình siêu nhỏ và các thiết bị dò sóng, phá sóng, kích sóng hoặc các thiết bị camera an ninh giám sát thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em theo hai số điện thoại trên. Đội ngũ nhân viên bên em sẽ tư vấn hỗ trợ chu đáo nhiệt tình cho các anh chị nhé. Đấy, dừng video và mở lại cho các chị xem thì các chị sẽ quay trở về phần mềm ứng dụng ở đây cho em này. Quay về phần mềm nút cam nhá. Đấy, bỏ xuống đây đã các chị này. Đấy, khi anh chị quay về phần mềm nút cam thì sẽ ấn chọn cho em cái dòng photo ở dưới đây. Đấy các chị nhá, vào đây thì ảnh và video đây, vừa quay vừa chụp đây, thời gian nó sẽ lưu vào đây cho các chị nhá. Các chị theo thời gian ngày tháng năm giờ phút giây này, ngày hẹn năm 2024 tháng 4 ngày 16 này. Đấy, thời gian ở đây là 10 giờ 27 phút 21 giây. Đầy đủ hết ở đây các chị nhá. Anh chị xem thì có thể là phóng to thu nhỏ để xem rõ ràng hơn, đúng không? Đấy, muốn chọn xem ảnh thì chỉ cần ấn vào đây thì nó sẽ tự động chuyển ra để các chị xem. Đây, còn video đây em vừa quay đây, mở lên cho các chị xem nhá. Đây các chị ơi, đây là hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp của chị em nhá. 0969 920 838. Đấy gì không? Đấy, quá là đơn giản và rất dễ sử dụng. Đấy, sản phẩm có như thế nào thì bên em quảng cáo y trong video như thế các anh chị nhá. Các anh chị mua sản phẩm về thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm các anh chị nhá. Anh chị ở đây khi chị mua về bên em có giấy hướng dẫn tặng kèm. Đấy, em làm trong video như thế nào thì cái giấy hướng dẫn tặng kèm y như vậy, anh chị chỉ cần mở giấy hướng dẫn ra làm theo. Chỗ nào không hiểu thì có thể là vừa mở giấy hướng dẫn ra vừa mở video như này để xem. Chỗ nào không hiểu thì còn có thể gọi video Zalo trực tiếp qua bên em hỗ trợ chu đáo nhiệt tình cho các anh chị nhá. Đấy, và tiếp theo thì mời anh chị khám phá thêm các chức năng ở đây. Thế chị sẽ ấn vào cái biểu tượng cái bánh răng ở đây. Và biểu tượng bánh răng ở đây thì có rất nhiều các chức năng để các chị khám phá thêm này. Đấy, ấn chọn device setting này. Ở đây anh chị sử dụng cái chức năng tức là cảnh báo chuyển động thì ấn vào đây. Đấy, ví dụ như các anh chị mà cài đặt chức năng này thì chỉ cứ có người xuất hiện trước camera này thì nó sẽ gửi tin nhắn báo vào trong điện thoại cho các chị biết rằng trước camera này đã có người xuất hiện các chị nhá. Đấy, camera thông minh nó sử dụng công nghệ AI có thể phân biệt nhận dạng được người và đồ vật. Cho nên là có chuyển động trước camera thì nó sẽ gửi tin nhắn báo cho các chị nhá. Tiếp theo là cài đặt thay đổi mật khẩu camera. Đấy thì chị ấn vào đây, dòng đầu tiên sẽ là mật khẩu cũ mặc định từ 1 đến 6, còn hai dòng mật khẩu mới ở đây thì các chị sẽ điền vào các chị nhá. Tiếp theo là cài đặt thẻ nhớ này. Đơn giản các chị ạ, vào đây cái nút nào mà chưa gạt lên màu xanh thì anh chị ấn vào, sau đó chọn thời gian ở đây 1 phút, 3 phút, 5 phút hoặc 3 phút cắt ra thành một file cho anh chị thì anh chị lựa chọn ở đây để sử dụng các chị nhá. Tiếp theo là cài đặt xem trực tiếp trên điện thoại từ xa, ấn vào đây chọn tên mạng wifi nhà mình. Đấy, chọn tên mạng wifi nhé, sau đó điền mật khẩu vào đây, sau đó ấn chọn ok và thoát ra màn hình. Đợi khoảng 2 đến 3 phút sau các chị sẽ vào lại phần mềm ứng dụng là có thể là kết nối xem trực tiếp trên điện thoại từ xa các chị nhá. Rất là đơn giản và rất dễ sử dụng các chị ạ. Những anh chị nào mà đang theo dõi video này thì các chị hãy cho em một like, một chia sẻ, cũng như anh chị hãy đăng ký theo dõi kênh bên em để hàng ngày sẽ là người nhận được những cái video mới nhất bên em. Đấy, nên hàng ngày chia sẻ giới thiệu đến các chị những cái mẫu mã sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay các chị nhá. Thì đến đây xin dừng video, hẹn các chị và các bạn vào video tiếp theo.